Xuân Vĩ xin chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Nhà đất Kiên Giang. Với tầm giá chưa đến 3 tỷ đồng, cụ thể là chỉ với 2 tỷ 950 triệu đồng là quý vị đã có thể sở hữu ngay một căn nhà với kết cấu một trệt một lầu và có một cái vị thế cũng khá là đắc địa, nằm gần với vị trí căn gốc. Đây chính là vị trí giao cắt giữa đường Lương Nhữ Học và đường Phùng Khắc Khoan nè quý vị. Con đường có độ rộng 4 m, đường này thì xe ô tô có thể tránh nhau thoải mái luôn quý vị. Và đặc biệt là căn nhà cũng tọa lạc ngay tại vị trí trung tâm của thành phố Rạch Giá, cụ thể là tọa lạc ngay vị trí của phường Vĩnh Bảo, một trong những phường có cái mật độ dân cư đông đúc và phát triển khá nhộn nhịp. Đặc biệt là chúng ta sẽ gần với vị trí của đường 3 tháng 2 này quý vị, chỉ cách vài bước chân thôi là chúng ta đã có thể ra được vị trí mặt tiền đường 3 tháng 2, một con đường xương sống của thành phố Rạch Giá. Căn nhà có hướng Tây Nam và được xây dựng trên một nền đất có diện tích ngang 5 và 20, 100 m², thổ cư 100%, và cũng được hoàn công theo tiêu chuẩn nhà cấp 2 với tổng diện tích sàn là 184 m². Nhìn chung thì cũng rộng rãi thoải mái cho một căn nhà tọa lạc ngay tại khu vực trung tâm thành phố. Phía trước chúng ta cũng sẽ có một khoảng sân được rào chắn với hệ thống cổng rào sắt. Bên trong chúng ta sẽ có một hiên nhà, do căn nhà được thiết kế theo phong cách giả mái Thái cho nên chúng ta sẽ có một cái mái hiên phía trước với cái độ rộng khoảng 1m2. Phía trên chúng ta sẽ có đá chiếu sáng và cửa nhà là cửa cuốn điện tử kết hợp với cửa kính, cho nên khi mua về chúng ta có thể tận dụng vừa làm nơi ở vừa làm một cái mặt bằng kinh doanh mua bán, cũng rất là tiện lợi luôn quý vị. Và phía bên góc chúng ta sẽ có một cái hệ cửa này để đi vào bên trong căn nhà, cửa gỗ tự nhiên rất là sang trọng. Và đó chính là không gian của phòng khách nữa quý vị. Căn nhà có phòng khách rộng rãi thoải mái với độ rộng thiết kế lên đến 6 m rưỡi. Bên trong có sẵn một cái bộ bàn ghế. Và toàn bộ nội thất mà quý vị thấy trên video này là chủ nhà sẽ để lại hết cho người mua. Ở đây chúng ta sẽ thấy một bộ bàn ghế gỗ tự nhiên nè. Gỗ này mình đoán là gỗ pên. Gỗ thì mình không rành lắm, nhưng mà cái màu này phải là gỗ pên thôi. Rồi chúng ta sẽ có nền nhà lót gạch đá bóng kiến màu nâu, dạng giả gỗ quý vị. Phía trên trần thì cũng được lắp thạch cao kết hợp với đèn led chiếu sáng. Và tất nhiên khi mua về thì quý vị cũng phải chỉnh sửa tí xíu để cho nó lung linh, mình ở nó mới sướng. Phía cuối phòng khách là cầu thang dẫn lên vị trí của tầng 1. Cầu thang với tư vịnh bằng gỗ. Gỗ này nó giống như gỗ căm xe quý vị. Ở đây là không gian của phòng khách nè, rộng rãi thoải mái. Và phần tường thì cũng có những cái điểm khoét vào cũng như là nhô ra để chúng ta có thể tận dụng làm cái nơi bài trí sản phẩm nè, rồi mình trưng bày những cái vật phẩm lên đây. Tiếp đó chúng ta sẽ có căn phòng ngủ đầu tiên được bố trí ở khu vực tầng trệt. Căn phòng có cửa gỗ tự nhiên. Bên trong là một khoảng không gian rộng 15 m² với chiều ngang là khoảng 3 m rưỡi và chiều dài đó cũng khoảng 4 m rưỡi, và cũng được lắp thạch cao luôn, rất là đẹp. Bên trong chúng ta sẽ có một căn phòng vệ sinh riêng nha quý vị. Đây, một phòng vệ sinh có cửa nhôm giả gỗ, một căn phòng vệ sinh rộng rãi thoải mái, ốp gạch tường. Tiếp đó chúng ta sẽ có một căn phòng bếp được bố trí ở khu vực phía cuối của tầng trệt. Căn phòng bếp có độ rộng khoảng hơn 3 m nha quý vị. Có sẵn hệ thống kệ bếp, tủ bếp chất liệu gỗ tự nhiên sang trọng luôn. Mặt bếp đá hoa cương, phần tiếp giáp của đường ốp gạch rất là sạch sẽ. Và phía cuối chúng ta sẽ có thêm một khoảng sân nhỏ nhỏ nữa. Khoảng sân sau này thì có độ rộng khoảng 1 m với một cái hệ cửa sổ đó quý vị, để lấy gió lấy ánh sáng từ bên ngoài. Và phía cuối được bố trí thêm một căn phòng vệ sinh dùng chung. Tiếp theo, xin mời quý vị và các bạn lên tham quan khu vực tầng 1 của căn nhà. Mình đang di chuyển từ vị trí của phòng bếp ra vị trí phòng khách để đến cầu thang dẫn lên vị trí của tầng 1. Cầu thang với các bậc lên xuống được lát đá hoa cương rất là sạch sẽ luôn quý vị. Đây chính là vị trí cầu thang khi chúng ta quan sát từ vị trí của tầng 1. Nhìn nó uốn lượn
rất là đẹp mắt, và chúng ta sẽ có một cái khoảng không gian thông tầng cũng rất là cao, rất là thoáng. Ngay tại vị trí tầng 1 thì chúng ta sẽ được bố trí 3 phòng ngủ, một phòng thờ, rất là tiện dụng. Đầu tiên chúng ta sẽ đi tham quan căn phòng ngủ nằm ở phía cuối tầng 1 trước nha quý vị. Đây là căn phòng master nè, với chất liệu cửa gỗ tự nhiên. Căn phòng này thì có độ rộng 22 m², với chiều ngang là 5 m và chiều dài khoảng 4,5 m. Đây, bên trong chúng ta cũng sẽ có cửa sổ nè, rồi có một cái tủ này nữa quý vị. Tủ này là tủ gỗ nha quý vị. Ở bên trong cũng được bố trí phòng vệ sinh riêng luôn, rất là tiện dụng. Cửa phòng là cửa nhựa da gỗ. Một cái phòng vệ sinh cũng rộng rãi thoải mái, ốp gạch tường. Tiếp đó chúng ta sẽ có căn phòng ngủ thứ ba được bố trí ở ngay bên cạnh. Căn phòng cũng có cửa gỗ tự nhiên. Bên trong là một khoảng không gian rộng 15 m², bằng với căn phòng ở tầng trệt. Hiện tại thì điện ở chỗ này nó bị trục trặc cho nên nó không có sáng. Và chúng ta cũng sẽ có một căn phòng vệ sinh riêng luôn. Thưa quý vị, căn phòng vệ sinh rộng rãi thoải mái, có luôn bồn tắm nè, rất là tiện lợi. Bên trong phòng cũng có những cái hệ cửa sổ để chúng ta có thể lấy gió, lấy ánh sáng từ bên ngoài. Tiếp đó chúng ta sẽ có căn phòng ngủ thứ tư. Như vậy là căn nhà sẽ có tất cả là 4 phòng ngủ. Riêng căn phòng ngủ thứ tư thì được thiết kế nhỏ nhất, với tổng diện tích chỉ khoảng 11 m² thưa quý vị. Ngang là 3 m và dài 3,5 m. Có cửa sổ luôn nè, để lấy gió, lấy ánh sáng từ bên ngoài. Bên trong có một tủ gỗ, rồi có máy lạnh cũng là tràn thạch cao luôn. Cửa phòng cũng là cửa gỗ tự nhiên. Tiếp đó, khu vực phía trước của tầng 1, chúng ta sẽ có một căn phòng thờ với độ rộng 3 m. Và ở đây chủ nhà cũng để lại một cái tủ gỗ này nè quý vị. Phòng thờ cũng được lắp tràn thạch cao, rất là sang trọng. Rồi chúng ta sẽ có một cái hệ cửa, với cửa chính là cửa nhôm, cửa phụ bên trong là cửa sắt, dàn cửa kéo. Cái này sẽ dẫn chúng ta ra một cái ban công nho nhỏ ở phía trước của tầng 1. Ban công được bảo vệ bằng lan can kim loại kết hợp với phần tường rào bê tông cốt thép. Phía trên chúng ta sẽ có một cái mái vòm. Nhìn chung là căn nhà được thiết kế với một cái không gian rộng rãi, thoải mái, thoáng mát. Đặc biệt là gần với những trường học điểm của thành phố, cho nên đây cũng là một cái yếu tố mà mọi người có thể đầu tư để cho con em mình được học ở những trường này. Như vậy là mình đã vừa dẫn quý vị và các bạn đi tham quan một vòng căn nhà với kết cấu một trệt một lầu, hoàn công theo tiêu chuẩn nhà cấp 2, diện tích 100 m², ngang 5 và 20, thổ cư 100%, tọa lạc tại vị trí mặt tiền đường Phùng Khắc Khoan thuộc phường Vĩnh Bảo, thành phố Rạch Giá. Phường Vĩnh Bảo là một cái phường tập trung rất là nhiều những cái ngôi trường điểm, cho nên đây cũng là một cái lý do để quý vị có thể đầu tư cho con em mình được vào học những cái trường này. Căn nhà hiện đã được chào bán với mức giá 2.950.000.000, có thương lượng và để lại toàn bộ nội thất, đồng thời hỗ trợ vay vốn ngân hàng cho những quý vị nào có nhu cầu vay vốn. Nếu quý vị nào quan tâm đến căn nhà này, vui lòng liên hệ trực tiếp qua số điện thoại xuất hiện trên video clip này nhé. Video clip của mình đến đây sẽ được kết thúc. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị vào các video clip tiếp theo.